Xin chào các bạn, trước đây mình đã chia sẻ với các bạn hai cách trồng dâu tây, đó chính là trồng dâu tây bằng hạt và bằng ngó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cách trồng dâu tây khác, đó chính là dâu tây cấy mô. So với hai cách kia thì cách trồng dâu tây cấy mô sẽ khác hơn một chút. Đây là dâu tây cấy mô mà mình đã đặt mua và vừa nhận được nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Cây dâu lớn là cây dâu tây hoa hồng, mình trồng thử nghiệm. Còn bên này là dâu tây cấy mô. Dâu tây cấy mô này là loại còn trong vỉ. Bây giờ mình sẽ trộn đất để trồng số dâu tây trong vỉ ra. Mình trộn đất thường được lấy trong vườn với phân hữu cơ, và lượng phân hữu cơ chỉ chiếm một lượng nhỏ, khoảng 10%, do loại dâu tây cấy mô còn trong vỉ này khá nhạy cảm. Phân hữu cơ các bạn có thể sử dụng phân bò, phân dê hay phân gà, miễn là các bạn sử dụng loại phân đã ủ hoai, hoặc các bạn sử dụng loại phân đóng túi đã qua xử lý. Tốt hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng phân trùng quế. Các bạn cũng có thể chỉ sử dụng đất thường mà không trộn thêm phân hữu cơ cũng được. Khi nào cây lớn phát triển ổn định thì lúc đó mình mới trộn đất và phân bón để cho cây qua chậu lớn. Nếu như có vỏ trấu thì các bạn trộn thêm vào khoảng 20% vỏ trấu sẽ giúp đất tơi xốp. Mình sẽ dùng những cái chậu nhỏ như thế này để trồng dâu tây cấy mô vào. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng những cái ly đựng nước mía như thế này để làm chậu. Mình cắt 3 góc của ly, sau đó đổ đất vào là trồng được. Mình cho đất vào chậu. Sau khi cho đất vào chậu thì mình sẽ tưới nấm đối kháng để phòng nấm bệnh. Mình thường sử dụng loại này, các bạn có thể sử dụng các nhãn hiệu khác. Mình pha 25ml với 5 lít nước. Chai nhỏ này là 100ml. Mình lấy 1/4 chai là khoảng 25ml. Hoặc các bạn lấy cái ống tiêm và các bạn lấy đúng 25ml. Mình pha với 5 lít nước. Mình tưới cho ướt đều. Mình gỡ băng keo để lấy cây dâu ra. Mình trồng cây dâu cấy mô vào chậu. Trồng xong thì mình tưới nấm đối kháng thêm một lần nữa. Sau đó mình dùng que tre hoặc cây gỗ nhỏ dài 25cm. Mỗi chậu mình ghim 4 cây vào 4 góc như thế này. Sau đó mình dùng túi ni lông và trùm lên. Mình cắt 2 góc của túi ni lông để thoát hơi. Những cây khác mình cũng làm tương tự. Sau đó mình đặt chậu vào cái rổ hình chữ nhật như thế này để tránh chậu bị ngã. Bởi vì các bạn dùng ly nhựa loại đựng nước mía để làm chậu thì chậu rất hay bị ngã. Và khi các bạn đặt vào cái rổ như thế này, các bạn muốn di chuyển cây đi nơi khác rất dễ. Nếu như các bạn trồng dâu tây cấy mô vào buổi chiều thì sáng sớm hôm sau các bạn sẽ đặt cây nơi có nắng nhẹ. Các bạn có thể đặt dưới tán cây hoặc các bạn che lưới lan, tức là lưới cắt nắng ở bên trên. Còn nếu như các bạn trồng dâu tây cấy mô vào buổi sáng hoặc buổi trưa thì các bạn sẽ đặt cây trong mát. Đến sáng hôm sau các bạn mới đem cây ra nơi có nắng nhẹ. Dâu tây cấy mô sau một tuần được trùm túi ni lông và đặt ở nơi có nắng nhẹ nè các bạn. Mình sẽ tháo túi ni lông và bỏ cây trụ ra. Trong 7 ngày được trùm túi ni lông thì mình không cần tưới nước.
Những cây dâu tây này bắt đầu ra lá mới nè các bạn. Sau 7 ngày không tưới nước, khi mở túi ni lông ra, mình sẽ tưới cho cây chút nước. Sau đó, mình tiếp tục đặt cây nơi có nắng nhẹ. Khi trồng dâu tây thì các bạn không nên tưới nước nhiều. Khi nào các bạn thấy lớp đất trên bề mặt hơi khô thì các bạn mới cần phải tưới nước. Và các bạn tưới ít nước thôi. Cây dâu tây sau 3 ngày được mở túi ni lông và đặt nơi có nắng nhẹ nè các bạn. Hôm nay mình sẽ bón phân để cây phát triển tốt hơn. Mình bón phân bón lá đầu trâu 501. Trong mỗi hũ đều có sẵn một cái muỗng. Mình sẽ pha một muỗng phân với nửa lít nước. Trong bình phun đang chứa nửa lít nước. Mình múc ngang miệng muỗng như thế này, chứ không nên múc quá đầy nha các bạn. Mình pha với nửa lít nước. Mình lắc đều cho phân tan. Mình phun vào lúc chiều mát nha các bạn. Các bạn chỉ phun lá thôi, không nên tưới gốc. Vì cây dâu tây cấy mô rất nhạy cảm, lượng phân các bạn phun không hết thì các bạn để lại, sau này các bạn phun tiếp. Và sáng sớm hôm sau, các bạn cần tưới nước lại để xả phân. Sáng sớm hôm nay, mình tưới nước lại để xả lượng phân còn dư thừa trên lá. Đến giai đoạn này thì các bạn có thể chuyển cây ra nơi có nhiều nắng hơn. Các bạn đặt cây dâu tây nơi có nhiều nắng, nhưng cần tránh ánh nắng quá gay gắt vào buổi trưa. Các bạn cũng có thể đặt những chậu dâu tây theo chiều ngang với hướng đi của mặt trời và che lưới che nắng ở trên cao. Các bạn điều chỉnh độ cao và vị trí của lưới che nắng sao cho khi mặt trời lên đến giữa trưa, khoảng 10 giờ đến 2 giờ chiều thì ánh nắng mặt trời sẽ được lưới che lại, còn các khoảng thời gian khác thì vẫn có nắng bình thường. Hoặc giữa trưa nắng quá gay gắt thì các bạn kéo lưới che nắng che lại. Khi những cây dâu tây cấy mô lớn, cỡ cây ngó này là mình sẽ sang qua chậu lớn được nè các bạn. Hoặc khi nào các bạn thấy rễ của cây dâu tây cấy mô nhú ra khỏi lỗ thoát nước của chậu là lúc đó các bạn cần chuyển cây qua chậu lớn. Do cây dâu tây cấy mô vẫn còn nhỏ cho nên mình lấy cây ngó này để làm mẫu để chia sẻ cách trộn đất khi sang qua chậu lớn nha các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trộn đất trồng dâu tây với vỏ trấu. Sử dụng vỏ trấu có nhiều ưu điểm như là giúp đất tơi xốp và thoát nước tốt. Chậu này là loại chậu lớn, chậu C13. Trường hợp các bạn trồng dâu tây trong chậu lớn như thế này thì các bạn trộn đất như sau. Mình sẽ sử dụng vỏ trấu để lót đáy chậu. Mình sẽ lót vào đáy chậu để giúp chậu thoát nước tốt hơn. Mình đổ vào một lớp dày khoảng 3cm vỏ trấu. Sau đó mình đổ đất vào. Mình sử dụng đất thường được lấy trong vườn. Sau đó mình thêm vào một lớp vỏ trấu dày khoảng 3cm. Mình tiếp tục cho vào một lớp phân hữu cơ. Các bạn có thể sử dụng phân bò, phân dê, phân gà gì cũng được. Miễn là các bạn sử dụng loại phân đã ủ hoai hoặc loại phân đóng túi đã qua xử lý. Các bạn có phân trùng quế thì các bạn cho thêm vào một ít cũng rất tốt. Sau đó mình trộn đều. Trước khi trồng cây dâu tây vào thì mình sẽ tưới nước cho ướt đều. Do cây dâu tây cấy mô chưa lớn cho nên mình lấy cây ngó ra để làm mẫu nha các bạn. Mình trồng cây dâu tây vào và mình tưới nước thêm một lần nữa. Khi chuyển qua chậu lớn thì các bạn giảm bón phân đầu trâu 501 lại. Khoảng 2 tuần các bạn bón một lần, hoặc các bạn không cần bón cũng được. Do lúc này cây đã phát triển mạnh, cây tự sinh trưởng và phát triển được. Các bạn sử dụng chậu nhỏ thì các bạn trộn đất với tỷ lệ như sau. Mình trộn một chậu đất thường. Mình trộn với nửa chậu vỏ trấu và nửa chậu phân hữu cơ. Như vậy lượng phân hữu cơ
và lượng vỏ trấu sẽ chiếm 50%. Các bạn có phân trùng quế thì các bạn trộn vào một ít cũng rất tốt. Sở dĩ chậu lớn, chậu C13 lúc nãy mình không trộn như thế này, do lượng đất lớn, các bạn trộn đất như thế này sẽ rất vất vả và sẽ tốn nhiều phân hữu cơ. Trồng trong chậu lớn thì các bạn sẽ trộn đất như lúc nãy mình đã chia sẻ, giúp tiết kiệm phân hữu cơ, mình trộn đều tất cả lại với nhau. Mình cũng lót vào đáy chậu một lớp vỏ trấu dày khoảng 3 cm. Mình đổ đất vào. Sau đó mình sẽ tưới nước, trồng cây dâu tây vào. Các bạn không nên để chậu dâu tây trực tiếp xuống nền, mà các bạn cần lót hai cục gạch ống cho cao lên, sau đó các bạn mới đặt chậu dâu tây lên. Làm như vậy chậu sẽ thông thoáng và thoát nước được tốt hơn. Khi trồng dâu tây thì các bạn không nên tưới nước quá nhiều. Khi nào các bạn thấy lớp đất trên bề mặt hơi khô thì các bạn mới cần phải tưới nước.